Đoàn hát Thanh Duy Khiêm xin trân trọng giới thiệu chương trình Tây Du Hí. Bữa sau tụi mình kiếm thử cái nhà nào giống vậy, cái tối tụi mình ngồi trên đó mình hát xong cái mình ở đó mình ngủ một đêm tới sáng sao ta? Được không ta? Vẫn là cái kịch bản 12 giờ gõ cửa nhà người ta và không giờ rồi anh ngủ đi ăn. Đó. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là đoàn hát Thanh Duy Khiêm. Rời Mỹ Tho, đoàn Tây Du Hí đang tiến về Cần Thơ. Gần tới nơi còn gặp những cơn mưa lớn. Tuy mệt nhưng cả bọn vẫn sẽ quyết tâm đi khám phá nơi này. Cái vừa tới Cần Thơ là một cái cảm giác dâng trào, bởi vì đây là quê gốc của Khiêm. Mà mình không biết, theo em biết thì nhà em vẫn còn nhà tổ ở dưới. Mà em không biết là nằm khúc nào ở dưới Cần Thơ luôn, cho nên một cái cảm giác, tức là hành trình thì nó lạ lùng với mình, em cảm giác nó rất là khó diễn tả. Mà chắc là ai người con xa quê mà lần đầu được về quê chắc sẽ hiểu cảm giác này cũng như các bạn. Hiện giờ Duy Khiêm và anh Thanh Duy, đoàn hát Thanh Duy Khiêm với chương trình Tây Du Hí đang có mặt tại Cần Thơ. Đây là chân nước trong bến Ninh Kiều. Bến Ninh Kiều vô em. Dạ. Chuyện gì? Trời, đúng rồi, chuyện gì vậy? Hả? Chuyện gì vậy? Đông đúc. Bữa nay ở đây đông lắm các bạn, rất là vui. Giờ mừng quá. Tụi tôi sẽ gì vậy bà nội? Tìm chỗ nào có cảnh đẹp tí đi. Tìm chỗ này là cảnh đẹp. Đúng rồi. Để cho huynh trưởng tìm. Cũng lâu rồi tụi Duy chưa về Cần Thơ. Có nhiều thay đổi mà nhộn nhịp hơn nhiều. Cả đoàn đi một hồi ra tận bến Ninh Kiều, gặp một vị khán giả siêu dễ thương luôn. Bây giờ vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn trẻ vậy. Trời ơi, chị lại nói những lời này làm cho em đau khổ. Không, ngon hơn lúc trước. Ngon hơn luôn hả? Tươi hơn. Tươi xanh. Chị tên gì vậy? Tên Tươi An. Tươi An. Chị Tươi An có thích bài gì không? Bài nào cũng thích hết. Ví dụ bài em hát tặng chị bạn. Cưng thích cái gì cũng cho chị, nấy chị sẽ thích nghe cái bài đó. Tại vì Cưng hát bài nào cũng hay, chị theo dõi Cưng dữ lắm luôn á. Chương trình nào có Cưng là chị phải coi suốt. Chị hát bằng bà. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm, thập thoáng con xuồng bè nhỏ mong manh, non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ, màu vàng đôi em vẫn đẹp ngàn đời. Như kỷ niệm xưa năm nào trên bến phố, thương lắm câu hò reo còi khách sang sông, áo trắng xuồng đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về sống chẳng một ngày khai điệu lắm thương, đàn em trao nghiêng sống sao mùa đua nhiều, về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu, em xin tươi trong việc nào bà ba, em đi mau kéo dây nhung hà đêm qua bên Bắc Kinh. Nhớ bến Ninh Kiều không? Nhớ. Nhớ cô ba cô đeo vàng không? Nhớ, nói chung là nhớ mình chưa duyên nha. Nhớ mình chưa duyên. Nhớ. Phát biểu cảm nghĩ. Cái chỗ đó là anh em tôi đi mỗi đến chân đó, quá. Có cái cô đó cũng nhận anh Duy. Không, có chỗ đó ngắn quá, em đang kể cái chỗ mà ngủ cà phê mà. Không, cái chỗ cái cô đó trước mình nó hoành lại mình uống cà phê. Xin chào chị Tư An. Chào em Duy. Bữa nay đồ, xuống dưới chị. Cần Thơ, cảm ơn chị. 4 năm trước mình gặp nhau đúng không? Chị nói đúng rồi. Em xuống đây dễ gặp chị đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bữa nay là trong chương trình của em, chị sẽ hát tặng cho mọi người một bài. Chị hát bài gì? Chị sẽ hát một bài Biển Tình của nhạc sĩ Lam Phương. Đúng rồi. Hát tặng cho Duy và mọi người. Dạ. Chăn bến Ninh Kiều này. Dạ. Nằm nghe sóng vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cát trắng sống hòa nhịp ái ân không còn những chiều gung quá rồi chưa biết. Cảm ơn chị Tư An, mọi người muốn nghe tiếng hát của chị Tư An hãy đến bến tàu thì sẽ chị ấy ở đây. Trời ơi chị ơi, đang hát mọi người, đang hát chứ, đang hát cũng đúng diễn rồi, hai còn nắm tay. Trời ơi vàng. Mọi người xem đi. Wow. Trời ơi. Người ơi. Thì thằng Hiếu nó nhảy vô. Ủa mà vàng thì cái vàng giả vậy cô. Bệnh miệng nó không kịp, bệnh viện không kịp. Dạ, để xây qua xin lỗi. Dạ cô xin lỗi, cô xin lỗi cô rất nhiều nha. Tại vì bé trong đoàn cô, con nó cũng được tỉnh táo cho lắm. Xong thì mấy anh em mới định đi để tập kết trên cái bến Ninh Kiều là tìm một cái chỗ để hát. Thì có một cái tình huống nó xảy ra như vậy. Là sao? Là cứ đi vòng vòng mà thấy toàn cặp đôi không à. Mỗi trời. Không dám đứng hát, không dám đứng hát. Tại thấy người ta đang tình người ta tứ, đứng, người ta đang ôi ướn nó lên cái tự nhiên không lẽ mình ra đứng trước mặt mình hát. Quánh thiệt luôn. Tại vì á đây là cái ngày á mà đang các cặp tình nhân cái đang tung tăng ở trên phố. Mình không có dám nhào với mình hát. Cặp mà mình xén vô cái bị đánh liền luôn. Nhưng mà lẽ ra mình nên hát. Đó xong rồi mình lùi luôn. Lùi luôn, lùi cung. Sau buổi cà phê cái em ấy ngủ anh Vi Kim thôi, giờ hát cho đỡ buồn. Cái em với anh Vi Kim hát bài gốc. Hát hai bài buồn hơn. Thưa các bạn, Vi Kim và anh Thanh Duy, đoàn hát Thanh Duy Kim đang có mặt tại phố đi bộ Cần Thơ hay còn gọi là bến Ninh Kiều. Thì hai anh em đang còn nghỉ mệt trong một quán nước và sẵn ở đây mình sẽ hát một vài bài. Tiếp theo chắc là sẽ hát bài Chờ Người Nơi Anh. Nóng thật, ở đây hôm nay Cần Thơ nó thật sự là nóng, bây giờ buổi tối mà đi là đổ mồ hôi. Phận bao trôi ngọc ngà cũng mấy phép
lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Thôi buồn ngó góc xa, chết sắp cõi đời này đỏ đen. Chờ người này ai về đây mang theo dấu yêu, chở che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thôi, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thà. Vì lời ai ước một ngày giữa em bước đi, trở về nơi xa phút giây yên bình. Đầu đón cuối gió, người còn làm mấy viễn du, để lại đằng sau lặng trong lòng mình đang cay. Ngày dài đã rơi, muốn quên đi những phận bè trôi. Xong có hai con hát đúng kiểu là quên đời quên người. Đúng rồi, không quan tâm người hay xung quanh. Tại vì tôi với anh Kim với anh Di là quá mệt chỗ đó rồi. Lúc đó là nói chung là qua ra đi cả ngày qua. Mệt rồi. Thật ra lỡ mình lỡ ngồi cho đó mình uống nước rồi thì dần sau thôi lấy đàn ra hát. Thật ra Kim cũng ngại, bởi vì mình lúc đó em cũng ngại, mình hát mà không ai nghe thì sao. Thì Hiếu nói một câu mà bỗng dưng lúc đó em nói với nó là, khi em nói câu đó anh thấy em đẹp trai vô cùng. Nó nói với Kim một câu đơn giản vậy nè: chơi với em được rồi anh, hai anh em mình chơi với nhau. Đúng rồi. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh nụ hôn ấy, và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Dại khờ. Và em đã biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh nụ hôn ấy, và em biết anh sẽ quên hết bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối.
Ừ thì tự vui thôi, rõ ràng là series mình này là mình mang đến niềm vui. Nếu mà không quanh không ai vui thì mình phải tự vui. Tâm lý của tôi cảm thấy là tôi cứ đàn thôi. Tôi nghĩ là mình không có được nổi tiếng như anh Thanh Duy với anh Duy Kim, cho nên là mình cứ đàn và hát thôi, có ăn thua gì đâu. Nếu khán giả yêu mình bằng lời hát thì họ đến họ nghe, họ không thôi, đâu có cần nhất thiết. Và nó đàn thì Kim hát, chỉ vậy thôi. Ôi thích chơi, làm gì buồn, ai làm gì tôi. Một áo hay quá, trong cho nên lúc đó là hai đứa ngồi hát say mê. Đúng rồi, ngồi uống cà phê. Tụi em say mê luôn, tụi em say mê hát uống cà phê. Bây giờ tối hôm đó là quá mệt thật sự rồi. Mà mình đi đó xong mình về luôn đó, mình mệt luôn là mình mệt. Tại vì ngày mai là 4:30 sáng là phải lên. Thì câu chuyện như thế nào hãy đón xem tập tiếp theo. Và rồi một buổi tối hơi bất ổn đã kết thúc. Đúng là dù không có nhiều người nhưng với bọn mình được hát là một cảm xúc rất tuyệt vời rồi. Ở tập sau, đó mới là một phi vụ bão táp thật sự. Hãy đón xem tập sau và đừng quên nhấn theo dõi và ấn like cho bọn mình nha.